Rồi em xin phép em chào cả nhà nha anh chị em ha. Thì hôm nay em lên cái thằng Thỏ Đỏ Kiên Giang nha anh chị ha. Thỏ Đỏ Kiên Giang thì mặt hoa em sẽ chạy trên màn hình, chạy trong video cho anh chị em mình tham khảo ha. Thì cái thằng này thì chậu lớn nha anh chị ha. Chậu này chậu phim 18 rồi. Chậu này chậu phim 18. Thì hàng nó lên được cái mầm nha anh chị ha. Hàng này nó cao lắm. Em đo cho anh chị em tham khảo chơi ha. 2 4 60 cm, tầm bóng 60 cm nửa mét. Nếu cây nào mà không tới nửa mét thì nó rất là lùm nên ra khoảng tầm 3 giá hành, 4 giá hành. Cây nào mà nó cao quá thì nó 1 2 giá hành thôi. Mà Thỏ Đỏ Kiên Giang mà trồng không rứt lá từ nhỏ tới lớn luôn thì rất là khó anh chị ơi. Cho nên cái cây này trồng rất là đạt anh chị ơi, vườn trồng rất là đạt. Thì cái lô này còn khoảng tầm 10 chậu là hết rồi, hết hàng này. Thì anh chị em nào sưu tầm thì liên hệ nha anh chị ha. Rồi có hộp bối của nó đây. Hộp bối thì tất nhiên nó không đạt bằng cái hoa thường của mình nha. Hoa em mới vừa chụp cái chậu ở nhà em luôn. Thì em sẽ để trên màn hình cho anh chị em mình tham khảo nha. Chậu này là chậu phi 12. Thì cái lô này em đã xiết nước để em giao cho anh chị em mình. Thì em quay cái video này lên là bắt đầu em bán hết 10 chậu này làm đóng video anh chị ha. Có 10 chậu thôi. Thì chia sẻ với anh chị em mình luôn tại kênh Vườn Lan Minh Thắng anh chị ha. Cây này rất là cao nha. Em xin nhắc lại là cây này tầm khoảng nửa mét đến 60 cm anh chị ha. 60 cm là hơn nửa mét anh chị ha. Cho nên chị em mình tham khảo thì còn có mấy chậu này thôi. Sưu tầm anh chị ha, giống này sưu tầm. Thì dòng Thỏ Đỏ Kiên Giang hoa rất là đẹp anh chị ha. Dòng này anh chị em mình mua cái lớn này về thì cái giò hoa ra rất là dài. Và anh chị em mình lưu ý mua về mình đừng có nên tưới nước liền anh chị ha, để qua ngày hoặc là 2 ngày cũng được. Cây lan mình nó khô không có chết mà nó ướt nó mới chết anh chị ơi. Đó, thì cái chậu này anh chị mình thấy về sang chậu lớn hoặc là để chậu này trồng luôn vẫn được anh chị ha. Cái giỏ dừa nên giỏ dừa này trồng cũng rất là ok anh chị. Thì cả nhà mình để khoảng tầm một ngày xong rồi anh chị mình tưới nước buổi sáng, không tưới nước buổi chiều anh chị ha. Thì đó là không tưới nước buổi chiều và chỉ tưới một lần một buổi sáng trong ngày thôi, tại vì thời tiết dạo này của mình á thì nó giàu lạnh anh chị, giờ mùa rồi cho nên anh chị em mình hạn ít có nắng mà lại lạnh nhiều quá thì anh chị em mình hạn chế tưới nước buổi chiều anh chị ha. Đó, cả nhà ha, cả nhà tham khảo. Thì hàng này thì bây giờ nó là một chậu phi 18, nó lên mầm tùy theo gốc nha. Gốc lên bao con thân lên nè anh chị em ha. Tầm đó nữa kìa, nhiều lắm, chậu này phi 18. Rồi cả nhà mình có liên hệ sẽ đặt hàng thì anh chị mình liên hệ số điện thoại anh chị trên màn hình nha anh chị ha. Thì cái sản phẩm này nó còn đi ngọn nha anh chị ha, chưa. Cái thằng này mà mua về giống về sưu tầm chứ không có thể nào mà chơi bông tết được anh chị ha. Tại vì còn đi ngọn, còn đua ngọn. Ngọn rất là còn đi rất là dài. Cho nên cái cây này nó nửa mét nhưng anh chị mình mua về 60 cm thì nó còn lên nữa anh chị ha. Cây càng nhiều thì cái vòi hoa càng nhiều. Em sẽ để cái video mà nó chạy cái vòi hoa ở vườn em á, là cây em quay của vườn em luôn nha anh chị ha. Để anh chị em tham khảo luôn là cái vòi hoa nó nhiều như thế nào. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em á. Anh chị mình thấy hay đăng ký kênh ủng hộ Vườn Lan Minh Thắng nha anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà.